Cô Thúy xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông trên diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi và khu vực Trung Du Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, chiều nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ với lượng mưa từ 12 giờ đến 15 giờ hôm nay, có nơi trên 50mm như là ở Thượng Hà, Cao Bằng là 74,9mm, Phần Mang, Bắc Cạn 46,7mm, Nậm Lành, Yên Bái 70,2mm, Sùng Đô, Yên Bái 58mm, Nhị Hà, Ninh Thuận 58,2mm, Đắk Khan, Kon Tum 48,2mm và Buston, Đắk Nông là 47,6mm. Dự báo trong chiều tối hôm nay cho đến sáng sớm ngày mai, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa và có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều tối và đêm hôm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Ở khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Hà Nội, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, thời tiết và định vị sẽ cho thấy là mây đối lưu đang gây mưa rào và dông ở trên một số quận, huyện phía tây khu vực thành phố Hà Nội như là Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên. Dự báo trong nhiều giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng và gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên. Sau đó có khả năng sẽ mở rộng các quận và huyện ở nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo mưa vừa và mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Mưa dông ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là tin cập nhật mới nhất về vùng áp thấp có tên là 99W mới hình thành ở trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là vùng nhiễu động ở giữa Biển Đông mà chúng tôi đã cảnh báo trong những bản tin trước, này đã mạnh lên thành một vùng áp thấp và được ký hiệu là 99W. Vào lúc 16 giờ chiều nay, vị trí trung tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 14,2 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông, nằm trên khu vực biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Theo các mô hình cho thấy, vùng thấp đang tiềm tàng khả năng mạnh lên, cho nên quý vị và các bạn cần đề phòng tình huống xấu là vùng thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vì theo các chuyên gia cho biết, do hình thành trên giải hội tụ nhiệt đới nên hội tụ mực thấp sẽ thuận lợi đo đứt gió ở khu vực Bắc Biển Đông là khá nhỏ. Nhiệt độ bề mặt biển của Biển Đông đang rất ấm, còn về hướng di chuyển, 99W nhiều khả năng sẽ hướng tới đảo Hải Nam của Trung Quốc và có khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp 99W và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Khu vực nguy hiểm sẽ lan ra đến Bắc Biển Đông theo sự dịch chuyển của áp thấp. Về ảnh hưởng ở đất liền, chúng tôi sẽ cập nhật trong những bản tin sau. Tiếp theo sau đây sẽ là tin cập nhật mới nhất về vùng áp thấp 98W ở khu vực Biển Đông miền Trung của Philippines mà chúng tôi đã đề cập trong những bản tin trước có khả năng đi vào Biển Đông. Thưa các bạn, chiều hôm qua, do giải hội tụ nhiệt đới ở phía đông Philippines đã hình thành nên một vùng áp thấp và được ký hiệu là 98W. Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí trung tâm ở vùng áp thấp ở vào khoảng 11,1 độ vĩ Bắc, 135,1 độ kinh Đông, nằm trên vùng biển phía đông miền Trung của Philippines. Theo phân tích môi trường cho thấy là 98W đang trong một hình thế phát triển, đó là sự tương tác với rãnh phần trên tầng đối lưu với một nhân xoáy thuận ở trên tầng cao. Khi tương tác với rãnh này, hoạt động phân kỳ của cơn bão sẽ được kích thích và tăng cường hơn trong vài ngày tới khi mà rãnh phần trên tầng đối lưu hoạt động mạnh lên. Do vậy mà 98W nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trong vài ngày tới.
Tuy nhiên, qua theo dõi một số mô hình nhất định cho thấy là rãnh phần trên tầng đối lưu khả năng sẽ suy yếu và đứt gió tăng cao. Cho nên, cơn bão này ít khả năng phát triển thành siêu bão như là trường hợp của siêu bão Mawa tuần trước. Nhận định hướng đi, rất có thể sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão, 98W sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc, áp sát bờ biển Luzon, Philippines và rất có thể đi vào Biển Đông. Trên đây là những nhận định và dự báo của các chuyên gia. Như vậy, để tránh bị động, mọi người, đặc biệt là các ngư dân, cần phải chú ý theo dõi thông tin thời tiết ở trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi sẽ theo dõi cập nhật chi tiết và gửi đến cho quý vị và các bạn diễn biến của những cơn bão này sớm nhất trong những bản tin sau. Tiếp theo sẽ là tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh ở trên biển. Hiện nay đã hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng từ 12 đến 14 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Cho nên, trong đêm hôm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tiếp theo sẽ là phần tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Từ rạng sáng ngày hôm nay đến rạng sáng ngày kia, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Khả năng đợt mưa lớn diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài đến hết ngày thứ Bảy. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, đơn vị này dự báo. Trong ngày hôm qua,
khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày hôm kia đến 19 giờ ngày hôm qua ở một số nơi như Lê Minh Xuân là 69mm, Bình Chánh 38,2mm, Hóc Môn 27,4mm. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.